Đây này các bạn, đây cái đậu rồng ha. Đó, có những trái. Nhìn nó rất là thích luôn nè các bạn. Bây giờ mình quay trước khi hái nha, xung quanh đây nè. Cái dàn đậu rồng của mình ở trên cao. Và bên đây nữa nè các bạn, tại vì cái dàn của mình á, nó có rất là nhiều loại, gồm có đậu rồng nè, đây là lá chanh dây nè, trái mướp nè. Đó, các bạn thấy không, đây có trái mướp non nè. Đây, cái đậu rồng non như vậy là mình ăn được rồi các bạn, mình ăn sống rồi, nó rất là ngon. Ở trong đây là nó hơi, đây mình dới ra nè các bạn ha. Đây nè. Đó, nó rất là non nha các bạn. Còn phía bên đây nữa, bây giờ mình sẽ hái thôi nha. Trái đậu rồng này rất là non nè các bạn. À, các bạn thấy không, rất là non. Non như thế này thì mình có thể là ăn sống chấm rồi, rất là ngon luôn các bạn nha. Còn nữa, còn bên đây nữa nè, bên này nữa. Các bạn, đó, để bây giờ mình sẽ để ra một bên để mà mình phơi khô cái hồn làm giống cho đợt trồng sau ha. Cái dây nhỏ quá thì mình sẽ để lại các bạn ha, để 1-2 ngày nữa mình hái. Có những nào trái nào già thì mình sẽ làm giống.